Vâng, đầu video chung chào các bạn nha. Thì buổi chiều hôm nay tiến hành quay cái chậu 7 tấc dán chữ mã đáo thành công các bạn. Thì lần đầu tiên cái chậu 7 dán chữ mã đáo thành công, mà các bạn cùng theo dõi toàn bộ cái video làm hoàn thiện cái chậu này nha.
Rồi, thì trên đây là một chậu 7 tấc dán chữ mã đáo thành công. Thì đây là cái mẫu chậu đã hoàn thiện. Bên sở có cung cấp khuôn. Các bạn nào có nhu cầu mua khuôn về mình làm sử dụng, các bạn liên hệ với Trung qua số điện thoại là 03 239 4288 hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Thì cái chậu này dán hai mặt chữ và hai cái mặt G và dân. Chữ mã đáo thành công là chữ thư pháp nha bạn. Rồi, thì video hướng dẫn kỹ thuật là kết thúc thì cuối video. Chúc quý khách hàng các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.